Như vậy là cả Mỹ và Trung Quốc đều đã có một cái động thái bất thường trong những ngày vừa qua về cái câu chuyện đó là nhượng bộ. Phía Mỹ thì nhượng bộ delay khoảng 2 tuần trong cái câu chuyện là tăng cái mức thuế áp vào hàng hóa Trung Quốc từ mức 25% lên 30% thêm 2 tuần nữa và có thể sẽ kéo dài hơn để chuẩn bị cho cái việc là cái việc ngồi với nhau trên cái bàn đàm phán vào khoảng cuối tháng 9 này thì nó tốt đẹp hơn. Đáp lại cái thịnh tình của người Mỹ thì người Trung Quốc đã làm một cái động thái có vẻ là xuống sâu hơn trong cái việc nhượng bộ, đó chính là chính thức gọi là ngừng áp thuế đối với thịt bò và nông sản của Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc. Và đây được coi là một trong những cái tín hiệu rất là đáng mừng cho cái câu chuyện là bàn đàm phán của Mỹ Trung trong nửa cuối tháng 9 đầu tháng 10 sẽ có thể đem lại nhiều kết quả, và nhiều báo đài trên phương tiện thông tin đã trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn rồi, chúng tôi không tranh luận và nói lại nữa. Việc mà chúng ta cần nói trong video ngày hôm nay là liệu sau cái cuộc đàm phán này thì chuyện gì sẽ tiếp tục diễn ra, và cái thị trường chứng khoán, thị trường tài chính của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung thì chịu tác động như thế nào? Các cái thị trường khác như thị trường vàng, thị trường bất động sản thì ảnh hưởng ra làm sao? Thì hãy cùng Thắng ơi sẽ chia về cái chủ đề này trong video ngày hôm nay. Chúng ta không khó để nhận ra rằng là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ kết thúc vào khoảng đâu đó là cuối năm 2020. Như vậy là theo một số các cái giới quan sát và một số cái đánh giá của những cái chuyên gia nghiên cứu về thị trường của Trung Quốc cũng như là cái hoạch định chính sách của Trung Quốc trong những năm gần đây, và đặc biệt là những người chuyên nghiên cứu về chính trị Trung Quốc thì đưa ra một vài cái bình luận theo hướng là người Trung Quốc đang có khuynh hướng là nhượng bộ xuống sâu hơn trong cái câu chuyện muốn đạt được một cái thỏa thuận ngắn hạn cũng như là kéo dài thời gian, hay được gọi là câu giờ trong cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tuy vậy thì Thắng ơi, ở một góc nhìn khác lại có thể đưa ra cho quý anh chị và các bạn một cái đánh giá hơi khác biệt, hơi lệch một chút so với những cái thứ mà anh chị và các bạn đã được nghe ở những cái đầu quan sát khác. Theo chúng tôi thì cái câu chuyện thương chiến Mỹ-Trung chủ yếu xuất phát từ câu chuyện người Mỹ muốn người Trung Quốc phải làm theo. Còn về cơ bản thì Trung Quốc gần như là bị động trong cái vấn đề này, và họ cũng đã nhận thức được cái câu chuyện này từ rất sớm của giai đoạn trước. Lý do tại sao lại như vậy? Vấn đề là như thế này. Trong suốt hơn 20 năm vừa qua thì người Trung Quốc đã sử dụng rất nhiều các cái biện pháp, kể cả sử dụng những biện pháp chơi xấu, ăn cắp về công nghệ, sử dụng tình báo kinh tế, hay là sử dụng những cái chiêu bài hàng giá rẻ, hỗ trợ hoặc là điều hướng đồng nhân dân tệ, giữ giá đồng nhân dân tệ, hoặc có thể gọi cách khác là thao túng đồng nhân dân tệ. Bất kỳ một phương pháp nào để tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt trên mốc 7%, cũng như là để cái việc là tạo công ăn việc làm cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc và đưa cái quốc gia Trung Quốc, hay còn gọi là Trung Hoa, thành một cái siêu cường thứ hai hơn hẳn tất cả các quốc gia khác và vượt lên ở cái vị trí chỉ phía sau của Mỹ thôi. Thì làm được điều đó thì tất nhiên là không thể sử dụng những cái biện pháp được gọi là công bằng để làm được câu chuyện như vậy, nên người Trung Quốc cũng tự nhận biết được rằng là cái việc làm như vậy thì sớm hay muộn cũng bị thế giới nhận ra, và đặc biệt là người Mỹ, một trong những gọi là siêu cường quốc cả về kinh tế và chính trị, sẽ nhận ra và sẽ có những vấn đề để trừng phạt hoặc là tách họ ra khỏi những cái thương mại toàn cầu và tìm cách để kìm hãm cái tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc, cũng như là cái nguy cơ mà người Trung Quốc có thể vượt lên trên Mỹ, đứng ở cái việc là siêu cường trên thế giới. Thì 15 năm trở về trước, trước cái thời kỳ 5 năm gần đây, thì người Trung Quốc gần như là ẩn mình trong các cái
cách thức làm việc của mình, cũng như là ẩn mình trong mọi các hoạt động, và gần như là họ không để lộ ra bất kỳ những cái gọi là cái biểu hiện nào thể hiện rằng mình muốn vươn lên cái vị trí bá, gọi là bá cường trên toàn thế giới. Tuy vậy thì trong 5 năm trở lại đây, tức là kết thúc 20 năm, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng khá là mạnh và đưa Trung Quốc mạnh lên một cách kinh ngạc. Trong 20 năm vừa qua thì người Trung Quốc đã thể hiện rõ những cái gì họ muốn. Họ đã dám đưa ra vành đai một con đường. Họ đưa ra con những cái gọi là chính sách chiến lược mà có vẻ là muốn đe dọa và muốn giành giật cái vị trí siêu cường của Mỹ. Và điều đó thì chắc chắn rằng họ cũng đã có những cái chuẩn bị nhất định trong cái việc là người Mỹ không chấp nhận điều đó. Và khi không chấp nhận, nếu ví von Trung Quốc như một người gọi là xấu, tức là một giống như một kẻ ăn trộm chẳng hạn, ăn cắp, ăn trộm bản quyền chẳng hạn, thì cái câu chuyện nó đặt ra là ở chỗ là chỉ khi nào người ta nhận ra cái việc đó thôi, và nhận ra rồi thì thôi ăn trộm. Chứ còn cái câu chuyện mà bảo là nhận ra rồi sau đó là cãi hoặc là đánh nhau hoặc là thương chiến Mỹ-Trung là câu chuyện là Trung Quốc giành giật đấu đá với Mỹ, điều đó là điều không có. Tôi có thể chắc chắn là như vậy. Bởi lẽ rằng là họ tận dụng những cái lợi thế, người khác nhận ra lợi thế rồi thì thôi, bây giờ không còn lợi thế nữa thì chúng ta cần phải công bằng và sòng phẳng hơn. Và người Trung Quốc đang cố gắng tìm kiếm một cái giải pháp nào đó cho câu chuyện đó là công bằng nhưng mà chưa được sòng phẳng cho lắm. Và chắc chắn là họ chẳng bao giờ muốn rằng là máu me be bét, gọi là Mỹ đánh một phát thì Trung Quốc đánh một phát. Về cơ bản thì hàng hóa cũng không đủ để cho Trung Quốc đánh, và về nhận thức thì người Trung Quốc chắc cũng sẽ không muốn như vậy. Và cái việc thỏa thuận thì chắc chắn là họ sẽ muốn, và muốn như, theo cách như thế nào, liệu có ảnh hưởng đến hiến pháp, pháp luật của họ, có phải thay đổi những cái điều lệ trong gọi là chính cương văn tắt, hay là trong những cái gọi là điều lệ trong đảng của Trung Quốc hay không, và có phải thay đổi hiến pháp của Trung Quốc hay không nữa. Và việc mà họ tính toán gọi là đi cái con đường riêng của họ từ rất nhiều năm về trước, ngay cả câu chuyện những cái ông lớn như Google, như Facebook hay là những công ty công nghệ cũng đã bị chặn đứng ngay ở bờ biên giới của Trung Quốc từ những 10 năm về trước, chứ không phải ngày hôm nay Trung Quốc đang và đã phải làm điều đó. Cũng giống như chúng ta bây giờ, khi mà cái Facebook và Google đã đi quá sâu vào đời sống dân sinh rồi mà bảo là thay đổi thì có thể là rất rất có thể là không thể thay đổi được, và đi theo con đường khác hoặc là đưa ra một cái sản phẩm khác có tính ưu việt hơn. Ví dụ như là sắp tới đây Vinagame ra một cái Facebook mới, cái kiểu như là một cái trang mạng xã hội mới mà có tính ưu việt hơn, thì may ra thì gọi là cạnh tranh có thể một chút sòng phẳng được, còn nếu không thì gần như là thất bại. Còn với Trung Quốc thì đến ngày hôm nay thì họ đã có riêng cái chương trình tìm kiếm riêng của họ. Họ sử dụng độc quyền tiếng Trung Quốc, họ không sử dụng Facebook, họ không sử dụng những cái gọi là công nghệ, thậm chí những doanh nghiệp của nước ngoài vào Trung Quốc đều phải tuân thủ luật pháp cũng như chuyển giao công nghệ theo ý của họ, tức là họ đã có sự chuẩn bị. Và cái sự chuẩn bị này thì đương nhiên là câu giờ cũng có là một cách, hoặc có thể nói cách khác là người Trung Quốc hoàn toàn có và ý định đang làm thế nào để lợi nhất và hạ cánh mềm tốt nhất trong cái chu kỳ tăng trưởng gần hơn 20 năm của người Trung Quốc, tăng trưởng tốc độ thần thánh mà cả thế giới phải kinh ngạc. Thì điều đó là điều chúng ta cũng cần phải lưu ý. Điểm mới nữa trong cái câu chuyện là thay đổi về mặt chiến lược đột biến của người Mỹ và người Trung Quốc trong việc nhượng bộ, thì rõ ràng đây là câu chuyện là không phải là một cái cuộc chiến cân sức, mà đây là một cái cuộc chiến mà gần như là sự phát hiện và sự chấp nhận là chủ yếu. Và điểm mấu chốt chúng ta nhìn thấy ở đây, tức là chỉ người Mỹ chỉ cần delay cái việc tăng thuế thêm 2 tuần thôi để đưa ra cái động thái gọi là muốn nhún nhường một chút, thì ngay lập tức Trung Quốc gần như là xuống nước một cách gọi là rõ nét. Điểm mà chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa đó là tức là cả hai quốc gia đều nhìn nhận vào cái hành vi của người tiêu dùng cũng như các cái phản ứng của dân chúng của từng quốc gia để đưa ra những cái hành xử cho nó đúng và nó phù hợp. Thì người Mỹ cũng rất sợ trong cái câu chuyện là đánh quá nhiều thuế lên hàng hóa Trung Quốc sẽ dẫn tới cái việc là chuỗi bán lẻ của Mỹ gặp vấn đề, và sự phản ứng của những công ty chuyên cung cấp bán lẻ của Mỹ cho thị trường Mỹ, và đặc biệt là ảnh hưởng tới túi tiền của người tiêu dùng. Người Trung Quốc thì càng lại là càng hơn như vậy, bởi vì thực ra nếu so về cán cân về nhân lực,
tức là Mỹ chỉ hơn 300 triệu dân, Trung Quốc 1,4 tỷ dân, thì rõ ràng là cái câu chuyện mà tăng thuế đối với hai cái loại mặt hàng mà nhu yếu phẩm, một là đậu tương và hai là thịt bò và thịt gà, thịt lợn và thịt gà, thì rõ ràng là cái câu chuyện nó ảnh hưởng đến miếng cơm, ảnh hưởng đến cái nhu cầu nhu yếu phẩm và ảnh hưởng đến cái tiêu dùng liên quan đến thực phẩm của người Trung Quốc, và giá cả hàng hóa sẽ leo thang và đẩy thêm một cái áp lực thứ hai mà trong rất nhiều các áp lực, nào là tỷ giá đang có những cái vấn đề, nào là những vấn đề liên quan đến bong bóng bất động sản, bong bóng chứng khoán, ảnh hưởng đến cái chính sách điều hành của Trung Quốc, lại thêm một vấn đề nữa đó là lạm phát nữa, thì có thể sẽ khó đỡ hơn. Do đó thì mới có một cái tín hiệu nhỏ của bật đèn xanh của Mỹ để tạo ra một cái tiền lệ, tức là gọi là một cái đệm mềm để mời người Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán để có chuyện để nói, thì ngay lập tức Trung Quốc hạ nước luôn. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thị trường tài chính, và điểm đầu tiên nó tác động đến đó chính là thị trường tài chính châu Á, đặc biệt là thị trường chứng khoán của Trung Quốc, của Nhật Bản, và sau đó thì đến thị trường chứng khoán của Mỹ sẽ tiếp tục. Và rõ ràng chúng ta nhìn thấy Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 của Mỹ đã và đang gọi là gần như không giảm điểm và tiếp tục công phá trong thời gian sắp tới. Điểm này là điểm chúng ta cũng cần phải lưu ý. Còn vàng thì sao? Giá dầu như thế nào? Bất động sản Việt Nam và chứng khoán Việt Nam như thế nào? Thì cuối tuần vừa qua chúng ta bàn hơi nhiều đến câu chuyện đó là ngân hàng nhà nước gọi là giảm chính cái lãi suất điều hành. Nhưng thực tế thì cái việc giảm cái lãi suất điều hành này liệu thực sự có tác động đến ngân hàng của Việt Nam ngay lập tức hay không? Tác động ngay tới cái lãi vay của các doanh nghiệp hay không? Hay là còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa? Vậy tại sao thị trường chứng khoán bốc đầu tăng lên? Điều mà chúng ta nên nhớ đó chính là cái tâm lý bớt cái sự bi quan của thương chiến, dẫn đến cái tâm lý mua vào nhiều hơn so với thông thường, và cái nhu cầu bán ra cũng đến một cái đoạn gọi là không muốn bán ra nữa. Do đó thị trường ngay lập tức bốc đầu vào cuối tuần vừa qua tăng 11-12 điểm, và có thể trong vòng 5-10 phiên tới, hoặc đặc biệt là trong cái tháng 9 này, trước cái kỳ mà Mỹ Trung ngồi vào bàn đàm phán, kết quả diễn ra như thế nào thì chúng ta chưa biết, nhưng thị trường chứng trường tài chính chứng khoán của chúng ta thì chắc chắn sẽ được hưởng lợi ngắn hạn. Hưởng lợi ngắn hạn thì ai cũng biết rồi, nhưng dài hạn thì chưa biết là nó sẽ như thế nào. Chủ yếu là nó do cái kết quả của đàm phán, nó do cái câu chuyện là người Trung và người Mỹ, người đặc biệt là người Mỹ muốn gì và muốn Trung Quốc ký thỏa thuận như thế nào. Còn Trung Quốc thì ngồi vào bàn đàm phán chỉ để là gì? Để là tìm kiếm một cái cách làm sao để chúng ta bây giờ bị chúng nó phát hiện rồi thì chúng ta nên gọi là ứng phó như thế nào cho phù hợp, để chúng ta không bị ảnh hưởng tới nền kinh tế trong nước, để người Trung Quốc không bị ảnh hưởng đến tài chính, cũng như là không bị những cái áp lực liên quan đến lạm phát, liên quan tới tỷ giá. Đó là điều Trung Quốc muốn. Vậy thì thị trường bất động sản Việt Nam và các thị trường khác trên toàn cầu, thị trường giá vàng thì sẽ như thế nào? Thì điều này rất khó nói, bởi vì nói một đường làm một nẻo, tưởng rằng là chỉ có một số người ở trên thế giới thôi, nhưng ai dè thì nó có cả ở người Trung Quốc và đặc biệt là có cả ở người Mỹ. Tổng thống Mỹ thì có lúc thì nói rất là mạnh miệng là câu chuyện là phải bóp cổ chết ngay Trung Quốc, nhưng có lúc thì lại hạ miệng theo cái kiểu là chúng tôi muốn có một cái thỏa thuận tạm thời, chúng tôi muốn có một cái gọi là mềm dẻo hơn trong đàm phán. Thực sự là khó để có thể nói rằng là câu chuyện nó sẽ diễn ra như thế nào trong thời gian sắp tới. Liệu người Mỹ thực sự muốn là đánh thuế và kết thúc giao thương với Trung Quốc, hay là người Mỹ muốn rằng là Trung Quốc phải mở cửa hoàn toàn thị trường 1,4 tỷ dân cho Google, Facebook rồi coi những doanh nghiệp của Mỹ vào Trung Quốc nhưng lại không phải chuyển giao công nghệ và muốn những cái lợi thế khác, thì điều này là điều chỉ có Tổng thống Mỹ mới biết. Còn mình thì chắc là chỉ bàn qua nói lại chém gió chuyện thế giới cho vui thôi. Việc thứ hai nữa mà cũng cần phải lưu tâm thêm mà anh chị và các bạn cũng nên để ý, đó chính là câu chuyện Tổng thống Mỹ là một trong những lái tàu siêu hạng nhất của thị trường chứng khoán Mỹ. Chủ đề này sẽ được nói vào một video khác, anh chị và các bạn nhớ đón xem. Nhưng chúng tôi có thể nói với anh chị và các bạn rằng những hành động, những cái gì mà Tổng thống Mỹ làm, những gì mà viết trên Twitter, những gì mà tương tác vào thị trường
trong cái cuộc thương chiến cũng như tương tác vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed yêu cầu hoặc là muốn hoặc là thậm chí đưa cả người chủ tịch của Fed vào cái vị thế ngang bằng với Trung Quốc, không biết là kẻ thù là Fed hay là Trung Quốc. Thì thực sự đây là cái câu chuyện nó chưa hẳn là câu chuyện chính trường mà nó liên quan rất nhiều đến câu chuyện gọi là lai rắc chỉ số chứng khoán Mỹ, và muốn rằng là các doanh nghiệp của Mỹ được hưởng lợi không chỉ rõ nét ở câu chuyện làm ăn kinh doanh mà còn phải được hưởng lợi, vốn hóa thị trường phải được to lên. Mà điều này chưa có kênh truyền thông nào nói với anh chị và các bạn. Thì hôm khác chúng tôi sẽ đưa dữ liệu từng giai đoạn một cho anh chị và các bạn thấy. Tổng thống Mỹ là một trong những lái tàu vĩ đại nhất của thị trường chứng khoán Mỹ trong giai đoạn 2016-2019, cũng là giai đoạn mà ông này đương nhiệm. Đó là một chủ đề khá là hay và thú vị, sẽ được diễn giải cho anh chị và các bạn ở một cái video khác. Còn video này thì chúng ta nên lưu tâm như sau: câu chuyện thương chiến Mỹ-Trung ngay lập tức sẽ tác động đến thị trường chứng khoán, bởi vì những cái gì liên quan đến tiêu cực của thương chiến Mỹ-Trung cũng tác động vào thị trường chứng khoán và thị trường tài chính, đặc biệt là tỷ giá, thị trường chứng khoán, thị trường vàng và thị trường ngoại hối trên cái kênh kinh doanh FX, tức là Forex. Thì đương nhiên những cái tích cực nó sẽ ảnh hưởng ngay vào trong ngắn hạn, còn dài hạn thì phải chờ kết quả. Còn các thị trường khác như là bất động sản hay là một số các cái kênh liên quan đến câu chuyện, ví dụ như là các doanh nghiệp Mỹ có chuyển về Mỹ hay không, có chuyển khỏi Trung Quốc hay không, có xây nhà máy ở các quốc gia khác hay không, Trung Quốc có sử dụng Philippines làm nơi để trung chuyển hàng hóa, có sử dụng Việt Nam để gọi là đội lốt để trốn thuế hay không. Câu chuyện này là câu chuyện của dài hạn và nó vẫn là câu chuyện của sự căng thẳng thương chiến. Bởi vì trong ngắn hạn nó gần không như là ảnh hưởng gì cả. Nếu một doanh nghiệp nào muốn rời khỏi Trung Quốc thì kế hoạch rời đi và việc xây dựng nó không chỉ trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng mà nó phải kéo dài từ 1 năm, 2 năm, thậm chí là nhiều năm. Và kế hoạch đó là kế hoạch chiến lược, không phải là vì một cái vài cái Twitter, vài cái câu chuyện liên quan tới gọi là tích cực của thương chiến mà có thể là thay đổi được cái cục diện của cái sự thật. Và giá vàng cũng vậy, bất động sản Việt Nam cũng vậy, phụ thuộc vào nền kinh tế Việt Nam, phụ thuộc vào chính sách điều hành của chính phủ Việt Nam, phụ thuộc vào cái khả năng lai rắc cái thị trường tài chính của Việt Nam, cũng như là cái dòng vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các ngân hàng, và đặc biệt là các dự án của Việt Nam có bán được hay không để có thể dòng tiền trở ngược về ngân hàng, hay là phải sử dụng các biện pháp như phát hành trái phiếu doanh nghiệp để tìm cách gọi là lách các cái quy định về trần lãi suất, cũng như là đáo hạn các cái khoản vay dài hạn, đến hạn rồi nhưng tiền không về do việc là kinh doanh bất động sản gặp vấn đề. Và do đó thì tất cả những nhận định trước đó của Thắng ơi đều còn nguyên giá trị, thưa anh chị và các bạn. Và chúng ta có thể xem lại những video trước về vàng, về bất động sản để có thể tham khảo thêm về tình hình. Và xin kết thúc video tại đây. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video mới. Đừng quên ủng hộ Thắng ơi. Có một cái tàu nó đi qua ở phía trước tôi đây là bờ sông, nên là đang có một cái cano nó đi qua nên là âm thanh nó hơi lớn, xin lỗi anh chị em và các bạn. Còn một cái nữa trên kia nó đang lao xuống, anh chị và các bạn chờ một chút. À thôi, kết thúc luôn, bye bye anh chị và các bạn. Đừng quên ủng hộ Thắng ơi bằng like, share và chia sẻ cũng như là đăng ký kênh.